Liêu nè, Bạc Liêu nè, tao làm sao tao xuống dưới được ta, tao ao ước tao đi xuống miền Tây nè, nhưng mà săn gói đi một mình hả, đó, đó. Châu Đốc miền Tây đó, đó đó đi miền sông, từ xưa giờ từ nhỏ lớn chưa đi đi miền sông nước, khổ vậy, đang ao ước khám phá miền Tây nè, rồi xong phải chọn về chọt ra miền Bắc một chút, rồi xong đi trở về bến, vài tháng sau lại lọt tọt trở về, có vậy đó. Bây giờ cuộc đời của tao là vậy, có nghĩa là cứ bên kia vài tháng, bên này ở lâu hơn, bên kia 3 tháng. Ừ, vậy đó. Ở đây tao thì dân phàm phu tục tử mà, cho nên là ẩm thực là trên hết, chỗ nào ăn ngon là có tao, tao không nhờ già, chỗ nào ăn ngon là có tao, bởi vì ở đây thì mới hưởng thụ được. Ông cha ta từng nói là không có thực thì làm sao mà vực được đạo, đúng không? Thì đúng rồi, mình nói thiệt mà. Ra Long Khánh ăn gà đi bộ rồi, trời đất ơi, đúng quá, nó ngon gì đâu, đây có nguyên thân đời. Rồi đúng rồi, nói thì nói thật, nói đã thật, quay hình ảnh làm clip tại chỗ. Chào Chào cha. chào bố với chào tất cả mọi người nha. Tay của Rồi con tới giờ nó vẫn còn cấm, chưa có cho còn được. à, các phải hả? Ok, được rồi, không Mà sao. hôm qua mới thấy bố ở Vũng Tàu mà sao hôm nay bố về thành phố lại rồi. Ơi, tao đi như sao xẹt kìa mày ơi, đồ quá. Thấy chỗ nào vui là tao đi à, mà tao đi lẹ lắm, tao đi tí 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 rồi xong rồi nữa á. Cái gì nó cần đi, cơ nơi nào cần đến đồ quá. Thì nhắc tới Vũng Tàu tao mới nhớ cái vụ này, tao mới nói là ngày hôm qua thì vô cái nhà hàng ăn thì nó có một cái món rất là hay mày, cá đuối lẩu, lẩu cá đuối nấu với măng chua ngon lắm mày ơi, mới mới ăn măng chua nấu với lại cá đuối, làm cái lẩu ngon không? À, chắc tại nước Việt Nam nhỏ quá là thấy lúc thấy bố ở chỗ này lúc thấy bố ở chỗ kia. Đi gì sao sẹt vậy đó, tụi nó nói trời ông đi mà ghê vậy, em đi mới sẹt sẹt em đi dữ gì trời. Đi cho hết mà rồi khổ thế. Thì đúng rồi, chào Nguyễn Du, Bố thấy Việt Nam sao nè? nói gì nữa, thuộc về trên cả tuyệt vời, trên cả tuyệt Nè. vời. Ừ À, giờ con đang ngồi quán vỉa hè nè, thấy không? Đó, ngồi ừ sau kia có bờ hồ đẹp. Này là đang ở Trảng Bom. chẳng bom Trảng Bom Đồng Nai. đó hả, nhà con đó hả? Dạ nhà con ở nhà phía trong, nói chung là nhà con cách ở đây 7 cây số, cách thị Nhưng mà trấn này là 7 cây số. cũng gần, cũng cũng là cái vùng đó. Thì Mà hồi xưa là cái trường học của con ở đây, trường học cấp 2, cấp 3 con học ngoài đây, nhưng thế mà mà một thời đi học nhỏ tới lớn chạy ra đây. Nói chung là ở Trảng Bom này cũng êm lắm, nhưng mà Trảng Bom chậm phát triển so với Long Thành với Nhân Trạch, chậm lắm. Giàu thì giàu từ xưa nhưng mà nó lại để phát triển thì nó thua. Còn mà riêng Trảng Bom nó về chùm đó là chỉ có quán cà phê với quán nhậu rồi là thấy nó mọc như nấm. Hồi xưa mà dụ mà thời điểm mà năm 2000 nữa à, bố vô quán cà phê một số quán nổi tiếng ha, là 8 giờ tối bố vô là bố phải quay ra đó, là không có ghế ngồi chứ đông nghẹt Rồi, đúng rồi. à. Đặc điểm của Trảng Bom này, nhưng mà khu công nghiệp thì mới phát triển thời gian gần đây à, không có nhiều, Phải, mà không phải có có. được phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng thì khu Nhân Trạch với Long Thành về cái tốc độ phát triển. Mà Trảng Bom của con thì nó đầm Phải đầm chờ, phải có thời gian các bạn. Nghĩ thế mới có thời gian. Thời gian là bởi vì khi họ cũng có cái khu công nghiệp là phải cần công nhân, rồi phải phát triển điều đó lên thì công nhân nó mới về đó để nó mới làm. Thế vậy thôi, ở đâu cũng vậy mà, từ từ thôi, không có gì phải nôn nóng cả. Nói chung là ở đây ta muốn nói là ở những cái nơi mà nghèo khổ nhất nhất Việt Nam là cũng chẳng có ai mình bị đói bao giờ, nó hẳn là gì. Nó không ai có bị đói bao giờ cả. Đấy thì về thì bố cũng biết rồi đó, nói chung Đúng là rồi, hàng xóm này kia cũng tình cảm, còn điều đó các ra cái họ năm họ tháng cởi cảnh mở á, lắm.
họ cởi mở lắm, Giang đi Nam tháng đâu cạn thì lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui, thì chứng tỏ là cuộc sống của người dân Việt Nam là đảm bảo. Đương nhiên đương là nhiên không, rồi, cũng đương không có nhiên ai rồi. là phủ nhận, không ai phủ nhận là về cái những cái diện mà người nghèo này kia và vẫn còn, nhưng mà cái xã Đất hội nước nào cũng đất có đất người đất giàu người đất nước nghèo nào đúng chính xác, làm gì có cái chuyện mà không có cái đất thì nước nào mà đều như không có vậy tài thôi. giàu. Ừ thì cái điều đó mình không nói, mà bởi vậy mình mới nói cái điều là mình nói về cái này mặt bằng chung, có nghĩa là mình nói một cái mà về cũng được, thì Việt Nam là quá tuyệt vời rồi, Chào cũng giống thiệp gì cũng giống như kiểu gì bố nói ngày hôm qua đó, có nghĩa là ngay từ thời điểm này các nước bên châu Âu, khối EU và NATO đang dính dính về vấn đề điện hoặc là ga gì đó. Ở trong khi đó Việt Nam mình, người người lãnh đạo Việt Nam lèo lái mở con thuyền của đất nước mình rất là hay. Tới bây giờ đất nước Việt Nam mình tỉnh bơ Vũng Tàu á, đụng nó thắp điện cả đêm luôn, cái bay đèn đường bay bay biển á, tới sáng luôn, 6 giờ sáng nó mới tắt luôn. Đồ. Trong khi đó ở châu Âu tắt đèn tối thui. Thì đó thì bố thấy là nói chung là bây giờ thứ hai trong giờ hành chính mà quán cũng khách cũng đông ha, không này kia nói chứ bình thường chứ đâu phải cái vấn đề gì đâu, đâu cứ Không có như tụi nó mở miệng ra là dân là đói là khổ đồ rồi cướp bóc này kia, quá nó làm như là ở Việt đồ. Nam là ra đường là đầy công an quân đội các kiểu đi chấn áp người dân suốt ngày sao, Đồ quá kiểu bởi cái vậy kiểu nói dài chuyện quá như vậy. chị cái kiểu là kiểu mất dạy, bởi chứ đâu mình chấp chức làm như cũng giống như ngày qua mà khi mà buổi tối mà ta ghé tới cái chỗ mà cái công viên mà để tay vui chơi đó, không thấy bóng một người công an, không thấy bóng một người công an nào đó, không có công an công ép gì ở đây cả. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là bữa trước tôi đi Đà Nẵng cũng vậy, không có bóng dáng một người đàn quan nào cả mày, hay gì đó. Vì cái đất nước Thì họ chủ yếu thanh bình, là họ không có cái gì gọi là vi phạm pháp luật, thì công an ở đâu mà tới, khổ vậy. Mà tụi này nó cứ réo nó gọi. đúng rồi, chủ yếu là giữ gìn an ninh trật tự, mà cuộc sống không có cái gì xảy ra thì họ xuất hiện làm gì. Đâu cần gì phải công an, trời đâu khổ vậy mà nó vẫn réo. Bởi ta mừng qua ta mới nói một câu à, bị cộng sản hoặc là bị áp bức sống với lại xiềng xích nô lệ trên ra dân túa ra biển nó chơi rồi, còn quá mà tức quá nó chơi ra mà nó chơi rồi bị kèm kẹp nó vậy đó, đúng khổ đúng. Bởi tụi nó khùng mà đủ cái sức đâu mà nói chuyện. Bởi vậy ba đóng nó giống nó, tôi nói này, tao quay cái clip tối hôm qua ở chỗ Vũng Tàu bãi sao thì có những đứa nó không có nói chuyện gì mình bằng cái cách là phản biện, mà nó ngồi chửi tao à, ô thằng già bất dịch, thằng già gì mày lớn tuổi hơn ai mà mày nó kêu tao mày tao rồi đúng khác, nó buồn cười lắm. Đây là nó không có gì để nói, nó thấy mày vạch trần ra những cái chuyện vậy cái nó không có gì để nói. Ở đây tao không dựng phim, ở đây thực sự là tao quay tại chỗ và tất cả mọi người đều ra đó, tao không bắt họ đứng đó để tao quay phim, làm sao bứng cả ngàn cái mấy trăm người ra được, chuyện sao thì có y chang vậy. Bà nó không chấp nhận, nó vẫn chửi à, cha già này xạo này đồ quá tùm lum, cái buồn cười đó. Cái là đối với nó là không chấp nhận sự thật, hiểu không? Sự thật nó không chịu, nó chỉ có xạo có láo Con sợ mấy thằng tàu lao đúng rồi, con đúng rồi đó. Tào lao hết biết luôn. là thích nó chửi gì nó chửi Nó chửi rồi, chứ nó không cần biết lý lẽ cái gì. nó không biết lý lẽ gì cả, giống như mấy thằng kia. Ồ Hôm qua thấy Trung Trung mở live mà đâu dám lên nữa, tại đang về nhà này bố mẹ ngủ sớm ồn mà ông bà chửi không dám lên. rồi Lên cái kia thì được, lên con vịt đó thì dễ lên, tự lên được, còn này mấy con live bình thường vậy không có còm được, cho nên là đâu có bấm tín hiệu ok gì được đâu, thì bấm vậy mà ai nhìn thấy thì đưa lên thì lên được, còn lại mấy con không còm được, mấy nick trên không có nick nào còm được hết trơn luôn. Mình lên live hoặc là mở live thì vẫn được, mà có cái là không còm được, không có thả live thả tin gì được hết trơn. Đúng rồi, đúng rồi. Không sao, chuyện nó quan trọng Rồi đó dài. hôm nay là bố tính mở cái về chủ đề gì đây? Đâu có chủ đề đâu, thì tao đi chơi xong tối hôm qua bữa nay về tôi tính lên mạng tao với ông Phượng báo cáo cho ông biết là cuộc đi của tôi đã tới đó về báo cáo. Rồi ông sẽ báo cáo tao lại chuyện tình hình bên Mỹ, hai ông già nói chuyện vui mà nãy gọi ông rồi không biết đâu rồi. Ông Phượng ơi, gửi yêu cầu đi. Dạ là thông báo là mới đi du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu về, bây giờ là đã có mặt ở Bà thành phố Rịa Hồ Chí Vũng, đúng rồi,
Bà Rịa Vũng Tàu, Xuân Lộc, rồi Tà Lú, rồi cũng có Mà một vài công dưỡng. con thấy là mấy có Sao? mấy anh em ở ngoài Bắc á, là đang ý kiến là bố chưa có ra ngoài Bắc luôn kìa. Đúng rồi, hiểu điều đó chứ, hiểu chứ ai cũng hối cả, nhưng có Nhưng điều anh mà nếu mà bố mà đã sắp định đi á, là đi sớm chứ tới tháng nữa là bắt đầu vô là mưa bão, mùa mưa bão nha. Mùa mưa bão Ừ. là kẹt lắm á, là không À. có thuận tiện đâu. Thì Đúng rồi. sắp xếp ngoài mấy miền Tây Bắc á, là chỗ Sapa này kia, mấy chỗ ngoài đó là phong cảnh là đẹp cực kỳ luôn á, rừng Đúng núi này rồi. kia. Đúng rồi. Ok, để ta sắp xếp. Nếu mà bố Ok. nhắm á, thì sắp sàng một chuyến ra ngoài đó cho Đúng biết phong rồi. cảnh Bắc, bố quay clip làm tài liệu ngắm không đỡ buồn, qua bên Mỹ Ừ. mở clip ra ngắm lại. Đẹp lắm, cảnh đẹp, cảnh đẹp cực kỳ, Không, giống bố lắm biết cái chưa, cảnh ở ngoài miền Bắc. tao ao ước từ lâu rồi, tao đi tao đã từ trong bụng tao nói là thứ đi nhất là đi Hà Giang nè, chỉ đi đi Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch nè, rồi đi nói chung là rất là nhiều, đi Tây Bắc rồi đi Hà Giang rồi đi gì đó, rồi tao còn Dạ. hứa tao còn thiếu nợ ba cái đám mà trong này nó có gọi gì anh chàng Lưu Hồng Ly, Lưu 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 gì đó, anh muốn đi rất là mời tao ra hoài. Ở trên Hà, ở đâu ta, ở Bắc Giang, ở Bắc Giang nhiều lắm, nhiều lắm, Hải Phòng Bắc Giang nhiều lắm, nhưng mà cái sợ mà đi không có hết thôi. Nhưng mà chắc chắn À, là thì đi là mới được. theo con á, nếu mà đi ra ngoài được đó được á, thì đi mộ đi Sa Pa nè, rồi đi Đúng rồi, mấy cái nơi mà có các cái ruộng bậc thang á đó, bố đứng ở trời trên ơi cao bố quay mấy cái clip phong cảnh cực kỳ hữu tình, cực kỳ đẹp đẹp. mướt Đúng mắt. rồi, ok, đúng rồi, đúng Chung rồi. Việt Nam mình á Đúng thì rồi, nhiều cái cảnh đẹp lắm, nhiều cái nơi đúng danh rồi, lam thắng cảnh để mà đúng rồi. mình đi chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của Ừ. quê hương, của non sông hùng vĩ. Thì miền Bắc Đúng á, rồi. thì mới nhiều núi hơn.